Được rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nhá. Thì mình là Nam đây. Và hôm nay đến với clip này thì mình nghĩ là chắc là từ hôm nay mình bắt đầu cày Piper anh em ạ. Ok, Piper một con chiến binh mà mình xài nó khá là nhiều. Mình nói thẳng luôn, gần như 100% mình chơi con này ấy. 100% thời gian mình vào Brawl Stars mình chơi con này. Đấy, cho nên là mình nghĩ là mình nên có cái gì đó đặc biệt với em này một tí. Mình sẽ cho em này lên mình nghĩ chắc là 600 cúp chứ đi, 750 cúp hay 800 hay 1000 mình chưa mơ đến. Nhưng mà trước mắt mục tiêu của chúng ta đó là 750 cúp nhá mọi người nhá. Em mình cáu cực kỳ cái lỗi mà mình kéo màn hình xuống xong nó bị cái này luôn nhá. Thế đợi tí. Ok mọi người, chúng ta tiếp tục nào. May mà trong quá trình mình tắt đi không đứa nào nó sổ ra nó giết mình ạ. Ok, nhưng mà thôi không sao. Nó đại khái là sau hôm nay em biết thế mình quay lại mình tát cho nó phát nữa. Cái con Leon nó méo sợ mình hay sao ý. Nó thấy Piper nó nghĩ là mục tiêu dễ ăn của nó. Được rồi, để xem trận này ai ăn ai. Mình chấp luôn. Mình bắn Piper đã quen đến cái mức mà chấp con Leon có tàng hình luôn nhá. Này, mày lại Vớ vẩn tàng hình á. Các bạn giúp cho bụi cỏ mình còn không sợ thôi ý. Bây giờ tàng hình thì có là cái gì. Thứ rời luôn, bây giờ mình cứ trốn á, trốn yên á. Bọn này nó mà tóm được mình thì coi như nó lật kèo anh em ạ. Úi giời. Ok, tiếp tục nào. Mình nghĩ đây chắc chắn là một cuộc trường chinh dài ngày thôi. 500 cúp trước đây còn khó, bây giờ không hiểu 700 cúp kiểu gì. Bây giờ thì 500 cúp vừa dễ rồi. Đây, cái map này các bạn chỉ cần phá cái cục tường ra cho team xông lên. Và các bạn vào các bạn chơi luôn. Đều nó nhiều, thằng nào muốn vào luôn đi. Đằng nào ta sẽ chết rồi. Quan trọng là mình phá cái bức, các bạn chỉ cần phá cái vách đấy ra thôi. Là các bạn có 3 đường xông lên rồi. Mỗi đứa một đường mà cứ thế mà vào thôi. Cần thì đi đường giữa, thích thì đi đường nào cũng được. Đấy, dễ mà. Cái map nào nó chả có cái chơi của nó. Quan trọng là anh em phải biết thôi. Rồi xong bom nó rỗi vào nhà. Ôi, cái súng của Penny chó chết này. Một hit nha con lợn nhá. Hai hit nhá. À, may cho mày. Rồi nó chạy rồi. Thằng tay đái chắc chắn rồi. Biết ngay mà. Đợi tí. Rồi. Phá cái gì anh em nhìn ghét vướng mắt phá hết. Đem phá oanh ra bằng hết luôn. Rồi xong lại lag ạ. Thế này chơi bời gì nữa. Nói chung ý, nếu anh em muốn lên vanh nhanh thì mình nói thật là vào sinh tồn trốn. Nhưng mà mình méo chưa thế. Tất nhiên rồi. Đừng có bảo là mình vào sinh tồn đi trốn nhá. Ok, clip này mình chơi những trận nào mình quay lại hết những trận đấy luôn đấy. Lại chúa, hôm nay không có cái map nào nó hợp với con Piper cả. Thôi đành chơi tạm trận sinh tồn vậy anh em ạ. Này, hòm mới này anh em ạ. Hòm chắc hòm cho Trung Phu. Trên kia đang bắn nhau, chúng nó rảnh gì, chúng nó sờ đến mình. Này, không rảnh sờ nào. Ôi, đúng một viên cuối ạ. Mẹ mày gì lý, mày trốn lấy rank à con. Nói thật đi nhá. Trận đời này mình ghét nhất hai loại người. Khi mà mình chơi cùng ấy. Một đó là sức mạnh, cái sức mạnh nó ít nhưng mà rank nó cao. Đâm ra khi mà nó ghép vào mình nó bị sốc rank anh em ạ, nó không chơi được. Nó gặp mấy thằng mạnh hơn nó chịu. Thứ hai nữa là cái loại đi trốn lấy rank. Cái loại này thì không thể nào chơi được ba cái chế độ còn lại. Bởi vì nó trận đời này nó chả làm gì ngoài đi trốn cả. Và đấy là cái loại đấy là đồng đội mình. Bao giờ cũng thấy nó là đồng đội mình. Fuck it. Cảm ơn Chúa, cuối cùng mày cũng chịu xông ra rồi. Rồi hỏng. Rồi hồi đấy. Một thanh niên đi trốn có nghề cho hay ạ. Nó tự nhiên có một miếng tường nó lòi ra đau chứ. Rồi. Từ. Bây giờ khó đấy. Để yên nhá. Còn quả đen vãi trưởng, nó tưởng nó nhảy qua đấy nó thoát ạ. Ai dè ạ. Ulti đi má. Ok mọi người tiếp tục nào. Mình thích cái hộp này quá nên là chúng ta sẽ chơi sinh tồn tiếp. Mọi người cứ bình tĩnh. Ok, mình sẽ quay trở lại mấy chế độ kia thôi. Nhưng mình đang thích sinh tồn được chứ. Lâu lâu cho mình giải trí cái chế độ sinh tồn. Các chế độ còn lại vớ vẩn thôi. Rau dưa thôi.
để yên, mình chưa sinh tồn. Vẫn bè phát deep rồi. Vì sao nhỉ? Chơi chơi thì chơi tử tế nào mà cứ quay quay ngoáy ngoáy lại làm người ta nỡ không không muốn giết ạ, à, không nỡ giết ạ. À. Bắt đầu để ghét ghét rồi đấy. Từ từ. Ghét dần ghét đều rồi. Đứa nào cũng quay ạ. À. Thật sự luôn, đây là phòng sinh tồn đơn hay sao? Mình gì lý? Lâu lắm rồi không chơi sinh tồn đơn ạ. Từ cái nào chứ? Bắn phát là bay màu ngay. Mà biết vậy mình đợi một chút nữa cho nó bắn tép cỏ mình là mình phát hiện ra nó rồi. Thế nào nó lại có Primo ở đây ạ? À, thằng thằng bé nhanh nhạy đấy, nhanh nhạy đấy, nhanh nhạy, nhanh nhạy đấy, nhanh nhạy đấy. Thằng đố mày làm gì đấy? Làm gì làm đấy? Làm gì làm đấy? Từ từ từ. Đéo được kịp đâu. Ham với hố canh tao. Làm cho tao là cái loại đi trốn ngu lắm. Bình tĩnh bạn, bình tĩnh bạn. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Của mình hết, đừng có lệ, đừng có dại mà lên đây hốc. Hốc. Thôi thôi xong, bốc rồi, bốc rồi, bốc rồi. Bốc rồi, hai thằng này nó ghét mình. Bốc thật sự. Ê, mình nghĩ lại rồi. Hay là cái clip này cho thành mẹ gì vậy, hay là làm Piper sinh tồn đi nhở. Tự nhiên làm cày rank ạ. Mình đang tính là làm một clip dài tận 2 tiếng cơ. Nhưng mà mình nghĩ chả ai dành đến cái mức ngồi 2 tiếng xem mình bắn đâu. Nhưng mà thôi biết đâu ạ. Một hit. Con rời cứ cố gắng. Giỏi thì cứ vào. Tao nhiều đạn lắm. Nhiều đạn cực kỳ luôn. À nó quyết chơi mình. Tưởng thế nào? Chú mong quyết chiến chưa dễ thế. Đời là ăn ăn đứa nào được, ăn mình không được. Cái kiểu đấy là không không thể được. Bắt đầu thấy khó, khó bắt đầu thấy khó dần đều rồi nhá. Từ từ tránh tránh tránh, mình không đi trốn, đi tránh cũng được, đi tránh cũng được. Rồi rồi lại một con lợn. Má bố bút từ đâu ra vậy, méo gì vậy, tự nhiên lại có bút ở đây ạ. May nó không sổ ra, nó bắn mình từ sớm. Bốn đứa. Đây 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 đây, đủ rồi đủ rồi đủ rồi. Má chưa cái chết, nó kịp ném cái kia ra. Thằng Bun giờ đầy máu rồi. Thôi ngu rồi. Một quả đấy giá như mình đi ra ngoài bo nhé, có khi may ra kịp nạp đạn và kịp cân nó đấy. Má nó tức ạ. À. Đấy các bạn hiểu vì sao mình ghét cái bọn đi trốn mà nó lấy rank chứ. Thằng Bun nó cả trận nó đéo làm mẹ gì cả. Nó trực nó ăn mình. Quả đấy mình nghĩ phá cái tường ra thì bắn xuyên, có cơ hội bắn xuyên tường thằng này. Hãy nói với tao là mày đang đặt bẫy trong nó, không phải đi trốn. Please. Rồi rồi bốc 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 hẳn luôn, bốc hẳn luôn. Đây đây rồi. Ít ra mình hồi sinh rồi. Mình cũng gần chết luôn ạ. Chú mới tưởng uống cái nước tăng lực đấy và nhiều máu lên á. Chú chỉ có mạnh lên thôi, méo tăng máu đâu. Cũng ghê đấy, cũng ghê đấy. Gọi là có máu chơi đấy. Bà nội ơi, tỉnh tỉnh cả tí đi, mẹ người ta Piper đấy. Méo phải cái gì đâu ạ. À. Nói thật là không biết sau này mình chơi mấy con nó shotgun mình có chơi như vậy không. Mình chẳng tập con gì khác ngoài Piper cả. Con Brock có khi mình còn chả bắn được ấy. Đù má ghê nha. Từ 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 từ. Méo gì? Muốn làm gì thì làm đi. Hất nó ra ngoài bo luôn. Má xả súng trước giùm con.
We'll be right back.
Ok mọi người, sau một hồi quay cái đống kia thì mình cũng hết bá nó bộ nhớ luôn rồi. Thế là nãy giờ mình chơi ngàn ngọc nó có nhiều trận hay quá, nhưng mà tự mất phải chịu, mình chơi mà mình không quay. Nên là thôi, còn mấy trận cuối thì mình quyết định là chúng ta sẽ bắt đầu quay từ đây đi. Và trận hình như là còn 2 trận nữa là lên 750 cúp rồi. Trận này, trận sau nữa là xong. Rồi ngu luôn, hai thằng cầm Piper xong hai thằng giúp của bụi cỏ, ngu luôn. May thằng này không chết. Kể cả trong tình huống đấy nó có ulti nó bật nhảy đi cũng được, không sợ. Ok. Bình tĩnh. Biết mà. Mình bắn qua đây kiểu gì không biết luôn. Yên tâm, với tình trạng hiện tại hai con Piper thì nó đi với nhau, nó ăn trận này. Các bạn kệ đi nhá. Ok, coi như chúng ta chưa từng nhìn thấy cái gì. Ok, mình bắn nhiều quá, bắn nhiều nhận ngọc quá, bây giờ vào sinh tồn nó lú rồi. Kiểu nó thoái, nó tụt trình đi sao ấy, kiểu thế. Mình nãy giờ mình bắn nhặt ngọc bắn kinh lắm, kể cả địch nó nhặt được ngọc xong mình bật thẳng vào nhà nó là đánh nhau trong nhà nó luôn mà. Còn bây giờ bắn cảm giác kiểu nó bị thọt đi hay sao ấy, bắn sinh tồn nó thọt đi. Không hẳn là đánh sinh tồn là lên rank là nó tệ đâu, kiểu mỗi thứ có một cái điểm khác nhau ấy. Rồi xong, hỏng luôn, top 2 được rồi. Quan trọng là lên rank ạ, quan trọng là lên rank thôi ạ. Xem nào. Ok, chỉ cần một trận nữa thôi là thêm 2 cúp nữa là lên rồi. Là hoặc tệ hơn nữa, nếu mình thắng 8 cúp thua trừ 7 thì 4 trận nữa. Mỗi 2 trận thua 2 trận thắng cũng lên. Để nói 2 trận thua liên tiếp xong với 2 trận thắng liên tiếp thì mới lên lại được. Rồi một con vượn đi. Thằng này làm ăn trên xương máu đồng đội à con. Loại này nhất định giết anh em. Thôi, té gấp. Để nó tát cho cái nữa thì đi cả hai đứa giờ. Con thủy quái nó không dập ra. Oh fuck. Úi dồi, bạn nhầm rồi, quá nhầm luôn ý. Rồi thằng kia chết chắc. Rồi bây giờ các bạn bảo mình làm gì đây? Thôi top 3 không bị không trừ cũng không tăng. Quả đấy thì chịu. Ok, tiếp tục nào. Quả vừa rồi top 3 là đây. Má lắm Piper ấy nhở. Người người Piper, nhà nhà Piper ạ. Rồi, thằng này chết chắc. Má biết thế mình ra nhặt của con kia thì phải được ngọc rồi. Còn đây thì giết được mạng mất cái ngọc ạ. Một hit. Nào, trò này nãy giờ ta đọ nhiều lắm rồi này nhá, không có chuyện đấy. Nãy giờ mình đọ cái trò đấy nhiều đứa lắm rồi thật, kể cả trong map nhân ngọc. Rồi thằng mới sợ quá chạy luôn, mình bắn từ cái khoảng cách này mà nó còn 2400 nữa thì không hiểu bọn ấy đỡ kiểu gì. Rồi tát nhau, hai đứa nhảy để tránh đam, mỗi mình đứng im không nhảy. Có đứa trong này, Piper. Ghê. Rồi đứt, con Piper ghê đứt chắc luôn. Một. Làm gì? Đấy là cả một vấn đề đấy. Bạn bị ảo tưởng sức mạnh à bạn? Ảo tưởng sức mạnh này. Vớ vẩn. Mới lên 700 cúp thôi ạ. Mình nhầm. Lại chúa. Má, trận vừa rồi mình lên 700 cúp mà mình cúp ảo tưởng sức mạnh, mình tưởng lên 750 cúp rồi chứ. Thôi, tiếp tục nào. Quá chán. Nãy mình đang chơi với thằng kia đang ngon, xong cái game nó diss luôn ra hai đứa ra ngoài. Thợ không biết đâu, diss mỗi mình hay sao ấy. Thằng kia vẫn ở lại chơi tiếp hay sao? Diss mất mình ra ngoài. Rồi xong, quả đấy thì mình chịu. Thế là cuối cùng mình phẫn uất quá, mình phải vào chơi cái chế độ này.
thôi thì cũng được, chả sao cả. Mình thích, mình thích thì cái nhà Piper chơi cái map này bá cực, các bạn nhảy nhảy nhót khắp mọi nơi đều được. Kiểu các bạn còn mấy chục máu thôi, có cái bàn nhảy đấy, có Piper nó như một cái vị cứu tinh. Nó nhảy nhá, xong nó còn có một cái ulti nữa là các bạn thừa sức bay được khắp map. Mình nói thật, nếu mà nổ trúng được nhiều địch nó lại càng bay được xa nữa. Cả 4 quả nổ trúng, cả 4 quả khó. Có cơ khó kia nhá. Bắt đầu ghét nó rồi, đặt tên mất dạy mà mong sống được á. Mong sống được á. Vớ vẩn. Ai cho. Thôi mình 10 ngọc rồi. Liệu được mà rút thôi. Ô. Chả sao. Nhặt đi các bố. Mèo ai chơi. Rồi. Bánh bét hết. Nào. Nào thì su cạc nào. Nó muốn gì? Chửi nó đấy, đừng chửi ta. Vớ vẩn nó quen. Đấy, 750 cúp tròn luôn anh em ạ.